Sữa non là cái sữa mà phải được tiết ra từ những ngày đầu sau sinh. Nếu như là sữa non của bà mẹ thì là tiết ra 3 ngày đầu sau sinh cho em bé bú trực tiếp. Thế còn nếu như mà cái nguồn sữa non chúng ta bổ sung vào thì thông thường là bây giờ là cái nguồn sữa non chúng ta lấy từ bò đúng không ạ? Thế thì chắc chắn là cái nguồn sữa non đó phải được lấy từ những cái con bò vừa mới sinh con xong trong 3 ngày đầu hay là ít nhất là trong 1 tuần đầu sau khi sinh thì mới có sữa non thôi. Và chỉ có cái nguồn sữa mà được lấy từ từ những cái ngày đấy thì cái hàm lượng kháng thể nó mới đủ cao để có thể là đáp ứng được cái nhu cầu tăng cường cái hệ miễn dịch. Thế cho nên là nếu như mà tôi thì tôi biết là cũng có rất nhiều những chỗ là cứ nói bán là có sữa non non, nhưng mà tôi nghĩ là chưa chắc đã chính xác. Đấy. Thế cho nên là cái nguồn gốc ở đây thì chúng ta cái việc mà lựa chọn cái sản phẩm nào mà thực sự là có cái giá trị dinh dưỡng thực sự thì đóng một vai trò hết sức quan trọng. Thế thì chúng ta đều biết là hiện nay thì trên thế giới, ví dụ như các cái nước như là Úc hay là đặc biệt là New Zealand chẳng hạn, là những cái nơi mà người ta nuôi những cái đàn bò rất là nhiều, người ta chăn nuôi rất là nhiều, và chỉ có những cái nơi mà những cái đất nước như vậy người ta nuôi những cái đàn bò nhiều thì người ta mới có được cái nguồn sữa non dồi dào. Chứ còn chúng ta đều biết là sữa chỉ có tiết trong có 3 4 ngày đầu sau sinh, và như nó có phải là cái sữa của con bò trong suốt cả cái thời kỳ nó cho con nó bú đâu. Thế cho nên là cũng hiếm lắm chứ không phải là có quá nhiều được đâu. Thế cho nên là lựa chọn thì chúng ta phải lựa chọn cái sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được chứng nhận cấp giấy phép của các cơ quan quản lý chức năng, có cái phiếu kiểm nghiệm, đặc biệt là trong cái sữa đó phải ghi rõ hàm lượng kháng thể, ví dụ IgA, IgG, IgM là bao nhiêu, càng có cái số lượng cụ thể chính xác bao nhiêu thì càng có giá trị bấy nhiêu. Chứ còn cứ nói sữa non chung 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 nhưng mà lại rất là mơ hồ, không biết là cái thành phần kháng thể trong đấy là có những loại kháng thể nào, thế rồi là hàm lượng là bao nhiêu, thế rồi là thành phần chất đạm là bao nhiêu, thành phần các cái vitamin A, vitamin C rồi các cái vitamin khác là bao nhiêu mà không ghi rõ thành phần, thì tôi nghĩ là cái sữa đấy chúng ta không thể không không đáng tin cậy được. Thế cho nên là khi mà chúng ta các bà mẹ muốn sử dụng cái nguồn sữa non để bổ sung thêm cho con, hay là bổ sung cho chính bản thân mình, hay là trong gia đình chúng ta cần phải bổ sung cho những người ốm, cho những người già, thì chúng ta nên chọn cái nguồn sữa non. Thứ nhất là có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, thứ hai là được cấp giấy phép, và thứ ba là đặc biệt là trên cái nhãn của sản phẩm đó phải ghi rõ thành phần các kháng thể có ở trong đấy, và càng cụ thể được hàm lượng bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì khi có những cái loại đấy thì nó mới có đủ cái hàm lượng các cái kháng thể cần thiết, và khi chúng ta bổ sung vào thì nó mới có tác dụng. Chứ còn nếu không ấy thì cũng có khi thậm chí là có những loại nó cũng mang tiếng là sữa non đấy, nhưng mà khi bổ sung cũng không có tác dụng gì lắm, thậm chí là còn không bằng em bé uống sữa bình thường đấy. Thế chính vì vậy cho nên là cái việc mà chúng ta lựa chọn được một cái sản phẩm tốt thì đấy tôi nghĩ là rất là quan trọng.